Chào mừng các em đã đến với tiết học hôm nay. Sau đây cô nhắc lại kiến thức cũ. Câu hỏi thứ nhất, muốn nhân hai phân số ta làm như thế nào? Câu trả lời là, muốn nhân hai phân số ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau. Câu hỏi số 2, muốn chia một phân số cho một phân số khác không ta làm như thế nào? Câu trả lời là, muốn chia một phân số cho một phân số khác không, ta nhân số bị chia với nghịch đảo của số chia. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện các phép tính sau. Phép tính thứ nhất, trừ 5 phần 7 nhân 7 phần 2. Phép tính thứ hai, trừ 6 phần 35 chia 2 phần 3. Ta giải bài thứ nhất, trừ 5 phần 7 nhân 7 phần 2 bằng trừ 5 nhân 7 trên 7 nhân 2 bằng trừ 5 nhân 1 trên 1 nhân 2. Trong bước này, ta đã rút gọn 7 và 7. Chúng ta được kết quả là 7 chia 7 được 1 và ở mẫu 7 cũng chia 7 được 1. Như vậy ta có kết quả là trừ 5 nhân 1 bằng trừ 5 trên 1 nhân 2 bằng 2. Ta giải bài thứ hai như sau. Trừ 6 phần 35 chia 2 phần 3 bằng trừ 6 phần 35 nhân 3 phần 2. 3 phần 2 chính là số nghịch đảo của 2 phần 3. Bằng trừ 6 nhân 3 trên 35 nhân 2 bằng trừ 3 nhân 3 trên 35 nhân 1. Thì ở đây chúng ta đã rút gọn trừ 6 và 2 cho 2. Ta được kết quả là tử còn trừ 3, mẫu là còn 1. Ta được trừ 3 nhân 3 bằng trừ 9, 35 nhân 1 bằng 35. Tôi vừa giới thiệu xong cho các em ôn lại phép nhân và phép chia phân số mà các em cũng biết. Vì mọi số hữu tỉ đều có thể viết được dưới dạng phân số, nên ta có thể nhân chia hai số hữu tỉ x, y bằng cách viết chúng dưới dạng phân số, rồi áp dụng quy tắc nhân chia phân số. Phép nhân số hữu tỉ thì có các tính chất của phép nhân phân số như là giao quán, kết hợp, nhân với số 1. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Và chúng ta cũng biết mỗi số hữu tỉ khác không đều có số nghịch đảo. Như vậy thì dựa vào cái nhận xét này, chúng ta có thể là nhân chia hai số hữu tỉ một cách dễ dàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài học. Tiết 3, bài 3, nhân chia số hữu tỉ và phần 1, nhân hai số hữu tỉ. Quy tắc thực hiện như sau. Với số hữu tỉ x bằng a trên b, số hữu tỉ y bằng c trên d, ta có x nhân y bằng a trên b nhân c trên d bằng a nhân c trên b nhân d. Áp dụng quy tắc, chúng ta sẽ xem một ví dụ như sau. Trừ 3 phần 4 nhân 2 1 phần 2 bằng trừ 3 phần 4 nhân 5 phần 2 bằng trừ 3 nhân 5 trên 4 nhân 2 bằng trừ 15 phần 8. Tiếp tục chúng ta sẽ làm bài tập số 11. Bài tập số 11 này ở trong sách giáo khoa nha. Tính câu A, trừ 2 phần 7 nhân 21 phần 8. Câu B, 0,24 nhân trừ 15 phần 4. Ta thực hiện bài giải như sau. Câu A, trừ 2 phần 7 nhân 21 phần 8 bằng trừ 2 nhân 21 trên 7 nhân 8 bằng trừ 1 nhân 3 trên 1 nhân 4 bằng trừ 3 phần 4.
Ở cái bước thứ hai chúng ta thấy trừ 2 và 8 có thể chia hết, trừ 2 và 8 chia hết cho 2, nên cô chia trừ 2 cho 2 cô được là trừ 1, 8 chia 2 ta được là 4. Tương tự ta thấy 21 phần 7 thì đều chia hết cho 7, nên chúng ta chia 21 ta được cho 7 ta được là 3, và 7 chia 7 ta được là 1. Như vậy chúng ta đã rút gọn phân số trước khi thực hiện phép nhân tử với tử, mẫu với mẫu. Làm như vậy bài toán của chúng ta rất là gọn gàng. Ta qua bài giải của câu B. 0,24 nhân trừ 15 phần 4 sẽ bằng 6 phần 25 nhân trừ 15 phần 4. Ở bước này chúng ta đã đổi 0,24 bằng 24% và rút gọn tối giản chúng ta được là 6 phần 25. Ta tiếp tục lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, chúng ta được là trừ 6 nhân, cô đọc lại, ta được là 6 nhân trừ 15 trên 25 nhân 4, và rút gọn chúng ta được là 3 nhân trừ 3 trên 5 nhân 2, và kết quả cuối cùng là trừ 9 phần 10 bằng trừ 9 phần 10. Ta qua phần thứ hai, chia hai số hữu tỉ. Ta có quy tắc như sau: với x bằng a trên b, y bằng c trên d, y khác không. Ta có x chia y bằng a trên b chia c trên d bằng a trên b nhân d trên c bằng a nhân d trên b nhân c. Sau đây ví dụ minh họa: trừ 0,4 chia trừ 2 phần 3 ta thực hiện như sau. Ta lấy trừ 4 phần 10 là đổi từ 0, trừ 0,4 ta ra là trừ 4 phần 10. Ta chia 2 trừ 2 phần 3 sẽ bằng trừ 2 phần 5 nhân 3 phần trừ 2. 3 phần trừ 2 chính là số nghịch đảo của trừ 2 phần 3 bằng trừ 2 nhân với 3 trên 5 nhân với trừ 2. Ta rút gọn trừ 2 cho trừ 2 thì ta được kết quả là 3 phần 5. Bây giờ ta vận dụng quy tắc chia hai số hữu tỉ để chúng ta thực hiện một cái chú ý như sau. Nói đến thương của phép chia, số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y, y khác không, được gọi là tỉ số của hai số hữu tỉ x và y, và ký hiệu là x chia y hay x trên y. Cô đọc lại lần nữa. Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y khác không, y khác không, được gọi là tỉ số của hai số x và y, và được ký hiệu là x chia y hay x trên y. Ví dụ tỉ số của hai số trừ 5,12 và 10,25 được viết là trừ 5,12 trên 10,25 hay trừ 5,12 chia 10,25. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần bài tập. Bài tập 1. Tính tô A 5 phần 4 nhân trừ 12 phần 7. Câu B trừ 4 phần 3 chia 13 phần 9. Ta thực hiện bài giải như sau. Câu A 5 phần 4 nhân trừ 12 phần 7 sẽ bằng 5 nhân trừ 12
trên 4 nhân 7 bằng 5 nhân trừ 3 trên 1 nhân 7. Trong cái bước này, chúng ta đã rút gọn trừ 12 phần 4, chia tử và mẫu cho 4 thì chúng ta được kết quả là tử được là trừ 3 và mẫu được là 1. Tiếp theo chúng ta lấy 5 nhân trừ 3 bằng trừ 15. Mẫu 1 nhân 7 bằng 7. Như vậy chúng ta được kết quả là trừ 15 phần 7. Ta bước sang câu B. Trừ 4 phần 3 chia 13 phần 9 bằng trừ 4 phần 3 nhân 9 phần 13. Ta chuyển thức chia sang nhân số bị chia với nghịch đảo của số chia. Và bằng trừ 4 nhân 9 trên 3 nhân 13. Rút gọn tử và mẫu chúng ta được là trừ 4 nhân 3 trên 1 nhân 13. Kết quả bằng trừ 12 phần 3. Tiếp theo chúng ta sang bài tập thứ 2, tính câu A. Trừ 5 phần 11 nhân 7 phần 15 nhân 11 phần trừ 5 nhân trừ 30. Câu B. Trừ 5 phần 9 nhân 3 phần 11 cộng cho trừ 13 phần 18 nhân cho 3 phần 11. Thì ở đây các em thấy hai cái bài tập A và B này, trong bài A chúng ta đã mở rộng nhân hai số hữu tỉ thành là nhân 4 số hữu tỉ. Còn trong bài B chúng ta đã đưa cái phép cộng hai cái tích, và trong hai cái tích đó có thừa số 3 phần 11 là giống nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải cái bài A. Để thực hiện phép giải bài A, chúng ta làm như thế nào đạt được hiệu quả nhanh nhất và đơn giản nhất thì chúng ta sẽ chọn. Thì ở đây cô sẽ giới thiệu một cái cách giải như sau. Trừ 5 phần 11 nhân 7 phần 15 nhân 11 phần âm 5 nhân trừ 30. Cô sẽ đem, cô giao quán trong phép nhân này, cô giao quán và cô kết hợp trừ 5 phần 11 với 11 phần trừ 5. Khi đó cô sẽ được cái phép nhân gọn hơn, do cô có thể rút gọn phân số một cách dễ dàng. Như vậy thì cô sẽ bằng cái kết quả là trừ 5 phần 11 nhân 11 phần trừ 5 nhân 7 phần 15 nhân trừ 30 bằng 1 nhân 7 phần 15 nhân trừ 30 bằng trừ 14. Như vậy trong bài A chúng ta đã thực hiện tính chất của phép nhân, đó là tính chất giao quán và kết hợp, để cho bài toán chúng ta được giải gọn gàng hơn. Trong câu B thì chúng ta sẽ sử dụng tính chất nào của phép nhân để chúng ta làm cho nó ngắn gọn hơn? Thì đây là cái bài giải thực hiện của cô như sau. Trừ 5 phần 9 nhân 3 phần 11 cộng với trừ 13 phần 18 nhân 3 phần 11. Do trong hai cái tích đều có 3 phần 11 giống nhau nên cô đặt cái số phân số 3 phần 11 ra ngoài quạt đơn. Và trong quạt sẽ còn lại là trừ 5 phần 9 cộng với trừ 13 phần 18. Tính chất chúng ta sử dụng ở đây là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Kết quả sẽ được là bằng 3 phần 11 nhân với trừ 33 phần 18. Ta làm ở trong quạt trừ 5 phần 9 cộng cho trừ 13 phần 18 thì chúng ta sẽ quy đồng mẫu và
thực hiện quy đồng mẫu xong rồi chúng ta lấy tử cộng tử mẫu giữ nguyên thì chúng ta sẽ ra kết quả là trừ 33 phần 18. Bước tiếp theo là bằng 3 nhân trừ 33 trừ 11 nhân 18 và bằng trừ 1 phần 2. Cô vừa giới thiệu cho các em xong một số cái bài tập vận dụng trong phép nhân hai số hữu tỉ bằng cách là áp dụng các quy tắc của phép nhân. Như vậy thì bài học hôm nay chúng ta cần nắm những cái gì? Nhân chia số hữu tỉ trong bài học hôm nay chúng ta cần nắm các ý như sau. Ý thứ nhất, nhân hai số hữu tỉ. Để nhân hai số hữu tỉ thì chúng ta phải nắm được quy tắc nhân hai số hữu tỉ và nắm được ví dụ về nhân hai số hữu tỉ. Về chia hai số hữu tỉ thì chúng ta cần nắm được thứ nhất là quy tắc chia hai số hữu tỉ, thứ hai là biết được ví dụ và thứ ba nữa là nắm được cái chú ý về thương của phép chia hai số hữu tỉ ít cho số hữu tỉ y y khác không gọi là tỉ số của ít và y và biết được ký hiệu là viết trên y hay là viết chia y. Có hai cách ký hiệu các em nắm được nắm được vấn đề này khi mà chúng ta chuyển đổi qua lại với nhau ít trên y hay hoặc là viết chia y. Và bài học hôm nay thì ở nhà các em sẽ thực hiện cho cô một số ý như sau. Học bài và xem lại các bài tập đã giải. Làm các bài tập 11C, D, bài 12, 13 và bài 16. Sách giáo khoa trang 12, 13. Và chuẩn bị bài mới là bài số 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số thập phân. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô thân mến chào các em.